Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá gạo ngày 9 tháng 11 năm 2022 giá giảm. Hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long giá gạo quay đầu giảm sau nhiều phiên điều chỉnh tăng. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ít, giá gạo các loại giảm nhẹ, giao dịch chậm. Trên thị trường thế giới, giá chào bán gạo xuất khẩu duy trì ổn định. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo tháng 10 năm 2022 đạt 713.546 tấn, trị giá 341.064 triệu đô, tăng 22,3% về lượng, tăng 23,9% về trị giá so với tháng 9 năm 2022. Theo lý giải của các thương nhân ở đồng bằng sông Cửu Long, khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng 10 tăng kỷ lục là do có nhiều tàu hàng nước ngoài vào lấy hàng đi châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ và Bangladesh, nên các doanh nghiệp lập tờ khai hải quan trong tháng 10 rất nhiều. Nhưng thực tế, tàu nằm đến tháng 11 vẫn chưa nhận hàng xong, nên lượng gạo xuất khẩu hiện trên giấy tăng mạnh. Dữ liệu giao hàng sơ bộ cho thấy có 15.300 tấn gạo sẽ được bốc ở cảng thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 11 tháng 11. Phần lớn gạo được chuyển đến Philippines, Papua New Guinea và hiện nay nguồn cung trong nước vẫn đang ở mức thấp. Các thương nhân dự đoán giá có thể cao hơn một chút trong ngắn hạn. Giá gạo nguyên liệu và thành phẩm cụ thể như sau: gạo IR50404 nguyên liệu là 9.200 đến 9.400, thành phẩm là 9.800 đến 10.000. Gạo OM5451 nguyên liệu là 9.200 đến 9.400, thành phẩm là 9.800 đến 10.050 đồng. Gạo OM18 nguyên liệu là 9.300 đến 9.600, thành phẩm là 10.200 đến 10.350 đồng. Gạo Đài Thơm 8 nguyên liệu là 9.350 đến 9.650, thành phẩm là 10.400 đến 10.500. Giá phụ phẩm cụ thể như sau: tấm IR504 ở mức 9.800 đến 9.900, cám khô là 8.700 đến 8.800. Giá mang tính tham khảo, có thể chênh lệch tùy theo khu vực nữa nha bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh, hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.